Đó, xin chào tất cả các bạn nhé. Và hôm nay sau khi nhận được điện thoại của nghệ nhân ưu tú Lương Nghiệp thì Long đã thành đường từ xa trở về một bản, đó là bản Lăng Căng, thuộc xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, để khám phá cái vẻ đẹp quê văn hóa phong tục tập quán ở nơi đây. Và hôm nay Long sẽ đưa cái video hình ảnh khắc luồng, đó là một trong những văn hóa bản sắc đậm đà của thôn bản cũng như là của dân tộc Thái, xã Môn Sơn nói riêng và huyện Con Cuông nói chung. Với vẻ đẹp này, Long muốn đưa lên cũng như là truyền tải tới tất cả các bạn bè gần xa để biết được và lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp cũng như là duy trì lại cho thế hệ mai sau. Các bạn xem thấy video hay cũng như là muốn chia sẻ để cộng đồng thì hãy đăng ký kênh cũng như ấn một chuông trên cùng để nhận thông báo khi có video mới để đón xem những video từ đầu đến cuối nhé. Còn bây giờ xin mời tất cả các bạn chúng ta hãy đi theo cùng với Long và khám phá những vẻ đẹp bên trong của ngày hội hôm nay. Thank you.
Thank you.
Thank you.